Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về Skip Đi Toilet tập 75. Không uổng công chúng ta chờ đợi hơn 2 tuần, tập 75 đã từng được Đa Phúc Bom tiết lộ không phải là một tập phim quan trọng, nhưng mình nghĩ sau khi xem hết tập phim này, rất nhiều thông tin đã được Đa Phúc Bom hé lộ. Rất có thể đặc vụ bí ẩn đã xuất hiện và theo dõi diễn biến trận chiến này, bạn có biết đó là khi nào không? Thứ trên mắt hai tên Astro này đã hạ xuống, đó là thứ gì? Một chi tiết vô cùng đáng sợ có liên quan đến ảnh lít chiếc ghế mà khi phân tích mình còn nghĩ là ma các bạn ạ. Bao nhiêu bạn nhận ra được điều này? Nhân vật cameraman hút thuốc ngồi bên trong căn nhà không phải là nhân vật cũng hút thuốc mà chúng ta đã từng thấy ở trong tập Season 24 đâu, mà có vẻ như còn nhiều cameraman hút thuốc khác. Bằng chứng nào khiến mình có thể kết luận điều này? Một nhân vật Astro mới xuất hiện với kích thước khá nhỏ chỉ ngang với các Skibidi. Nhưng thông qua nhân vật này, một tiết lộ quan trọng về nguồn gốc của lũ Astro ngoài hành tinh mà mình đã phát hiện ra được. Và như chúng ta đã từng dự đoán, phe Liên minh và phe Skibidi đã hợp tác với nhau. Nhưng tại sao khi thủ lĩnh thực sự của phe Skibidi là G-Man đang chạy trốn ở trong thành phố, hắn ta còn chưa kịp hợp tác với phe Liên minh thì những Skibidi ở khu vực này đã giúp Cameraman rồi? Một nhân vật nửa người nửa Skibidi xuất hiện, hay gọi với một cái tên yêu thương hơn, đó chính là Toilet Woman. Với một thân hình nóng bỏng đã làm sao xuyên trái tim của mình. À, mình nhầm rồi, sao xuyên trái tim của camera POV, chứ mình đâu có mê gái đâu. Và có lẽ mình biết được cô ấy đã ở đâu trong suốt thời gian qua, mà đến tập 75 này mới xuất hiện các bạn ạ. Và diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ đi về đâu? Tất cả câu trả lời sẽ được mình giải mã trong video này. Chính vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và còn chờ đợi gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu video, khung cảnh cuộc chiến không còn là nơi căn cứ của lũ Skibidi. Giờ nó đã ở đâu đó trong thành phố. Thời tiết thì đang mưa, bầu trời thì u ám, như muốn nhắc cho chúng ta biết rằng thời kỳ khó khăn nhất của phe Liên minh đã xuất hiện. Một nhân vật Astro nào đó cũng đã ở đây, đang sử dụng tia laser để phá hủy thành phố. Và nếu quan sát kỹ, có vẻ đó chính là nhân vật mà Đa Phúc Bom đã đang ảnh lít cho chúng ta. Có điều nhân vật trong ảnh lít thì lại không đội mũ. Và nhân vật này có thể cũng là nhân vật đã phá hủy mọi thứ khi các cameraman xem qua màn hình máy tính bảng này. Giờ đây các máy bay của tộc cameraman bắt đầu bắn phá Astro này, nhưng tên Astro này cũng có khiên để chặn các cú bắn. Có điều mình thấy chiếc khiên này của hắn chỉ bảo vệ phần mặt và phần đầu mà thôi. Có hai khả năng sau đây. Thứ nhất, các cameraman trực thăng chỉ bắn vào đầu, nên hắn ta chỉ sử dụng nó để chắn khu vực bị bắn mà thôi. Khả năng thứ hai, nếu chiếc khiên này không thể phóng to ra và chỉ bảo vệ được phần đầu, thì rất có thể đầu của hắn là một bộ phận quan trọng và là điểm yếu lớn nhất trên cơ thể của Astro. Ngoài ra tại thời điểm này, như mình đã nói ban đầu, có một nhân vật nào đó xuất hiện đứng ở khoảng cách rất xa. Có hai khả năng xảy ra, đây có thể là đặc vụ Đa Phúc Bom đang đứng quan sát diễn biến của cuộc chiến. Nhưng nếu là Đa Phúc Bom, chắc các bạn đều nhớ rằng thường khi anh ấy xuất hiện ở cự ly gần, chúng ta có thể quan sát rõ khuôn mặt thì xung quanh của anh ấy sẽ không có luồng ánh sáng xanh kèm theo. Còn nếu như ở vị trí xa, không thể nhìn được khuôn mặt của đặc vụ thì chắc chắn rằng sẽ có một luồng ánh sáng xanh xung quanh. Chính bởi vậy, mình nghi ngờ còn một nhân vật bí ẩn nào đó mà chúng ta chưa từng được gặp, nhưng có lẽ chúng ta sẽ sớm được biết trong các tập tiếp theo mà thôi. Các bạn nghĩ đó là ai thì hãy comment ở dưới phần bình luận nhé. Tiếp tục quay trở lại video. Lúc này như những gì Đa Phúc Bom đã nói, tên Astro này thực chất là một tàu sân bay chứa đựng các máy bay ở trong đó. Và giờ đây hắn ta đã bắt đầu mở cửa để các chiếc máy bay Astro bay ra, nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ những trực thăng của tổng cameraman. Giờ đây sau khi quan sát diễn biến ở bên ngoài, hai cameraman mà chúng ta đã thấy ở trong ảnh lít, họ ngồi xuống với tâm trạng thất thần, vừa bất ngờ lại vừa sợ hãi như không muốn tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Phía sau hai nhân vật này chúng ta còn phát hiện được một nhân vật cameraman đang hút thuốc giống như nhân vật trong cảnh đặc biệt Season 24. Cùng nhìn lại trang phục của nhân vật đang ngồi hút thuốc này nhé. Tuy là không nhìn rõ nhưng mình quan sát thấy được có vẻ áo sơ mi của anh ta màu đen, cà vạt và mũ của anh ta có một màu tương tự, đó là màu xanh đậm này. Các bạn hãy nhớ kỹ chi tiết này giúp mình nhé. Vậy nhân vật ngồi trong phòng ở tập 75 này thì sao? Trang phục của anh ta là gì? Nếu để quan sát ở góc máy quay này, chúng ta hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Nhưng các bạn đã quên rồi sao? Trong 5 bức ảnh lít mà Đa Phúc Bom đã đăng tải, có một bức ảnh lít mà Đa Phúc Bom đã dò dỉ về một cameraman đang hút thuốc. Và đây rồi, anh ta mặc áo sơ mi trắng. Vậy là mình có thể kết luận được chính xác rằng hai nhân vật cameraman hút thuốc này là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng các bạn hãy nhớ kỹ cho mình trang phục của nhân vật cameraman hút thuốc tại trung tâm nghiên cứu kỹ sư đồi alpha nhé. Một lát nữa nhờ có anh ta mà mình đã phát hiện ra một điều quan trọng. Ngoài ra camera POV lúc này chính là nhân vật áo vàng mà chúng ta đã thấy trong ảnh lead. Lúc này ở phía bên ngoài, bất ngờ có vài con Skibidi xuất hiện, khuôn mặt của chúng đang rất vui vẻ và cười nói và đang tung tăng nhảy nhót. Khi thấy lũ Astro bắn hạ máy bay của phe Liên Minh, chúng đã lầm tưởng rằng những Astro lại cùng phe Skibidi với chúng. Thật đáng tiếc, sự thật thì không phải như vậy. Hai máy bay Astro nhìn nhau và nở một nụ cười nham hiểm. Chúng hạ một thứ gì đó xuống phía bên dưới mắt và sau đó tiêu diệt lũ Skibidi bé nhỏ này. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Skibidi người xem có chút đồng cảm và thương hại cho mấy con Skibidi này bị chết mà không biết được nguyên nhân. Nhưng nhắc lại chi tiết hai Astro máy bay này hạ thứ gì đó xuống rồi bắt đầu bắn phá. Ban đầu mình cũng không biết đây là thứ gì. Sau một hồi ngẫm nghĩ, nếu đây là những chiếc máy bay hiện đại và nếu bạn đã từng chơi những game liên quan đến máy bay, chắc hẳn khi muốn bắn một thứ gì đó, chúng ta sẽ cần bật màn hình xác định mục tiêu. Chính vì vậy, theo mình, hai chiếc mắt kính này hạ xuống là thiết bị ngắm bắn của máy bay Astro. Nó giống như khi Camera Woman khóa mục tiêu ở thời điểm này vậy. Và rồi tất cả lũ Skibidi đã bị tiêu diệt. Ngoài ra tại khung hình này, các bạn có phát hiện ra chiếc ghế này không? Từ những thời gian đầu xuất hiện trên ảnh lead, chiếc ghế đã là thứ khiến mọi người ngạc nhiên và vô cùng khó hiểu. Nó có điều gì bí ẩn mà Đa Phúc Bom lại đăng tải lên như vậy? Nhưng cũng chính cái ghế đó sẽ làm bạn hoang mang khi chứng kiến nó tự chuyển động mà không có bất kỳ ai sử dụng nó. Các bạn hãy nhìn cho kỹ nhé, đúng là khá ảo đúng không? Thoạt đầu mới xem qua mình có chút sợ vì còn nghĩ đó là ma các bạn ạ. Bởi vì thực sự là mình sợ ma, nếu nhắc đến ma là mình sùn hết cả vòi vào ngay. Nên thôi, mình đưa ra một giả thuyết khác về việc chiếc ghế này tự nhiên chuyển động nhá. Thứ nhất, ngoài trời hiện tại đang mưa và có kèm theo gió, cả việc máy bay Astro tấn công gây ra các vụ nổ, chúng ta thấy các đốm lửa như đang bị thổi bay bởi các cơn gió. Chính bởi vậy, giả thuyết thứ nhất cho việc chiếc ghế này chuyển động đó chính là việc bị ảnh hưởng bởi gió thổi ở bên ngoài. Nhưng nếu vậy thì lại không có gì bất thường cả. Bởi vậy, giả thuyết thứ hai là còn có một nhân vật nào đó giống như việc đang tàng hình. Hay nói một cách khác, camera POV thông thường không thể quan sát được. Nó giống như một nhân vật bí ẩn nào đó đã xuất hiện trong tập 74 mà chúng ta đã rất khó khăn để phát hiện ra được. Các bạn nghĩ đó là thứ gì thì hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận nhé. Ngoài ra ở phía đằng sau, POV đã phát hiện ra một sự xuất hiện của một Astro mới. Dù ở khoảng cách khá xa như vậy, nhưng hắn ta cũng đã phát hiện ra POV đang quan sát hắn. Biết mình bị phát hiện, POV và đồng đội lùi ra sau cánh cửa và khởi động súng sẵn sàng để chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng tên Astro lại khá thông minh, có vẻ như hắn ta biết được POV đang chờ đợi sẵn nên hắn ta đã tấn công từ một hướng khác. Hắn ta đã phá bức tường và giết chết một cameraman, thật quá nguy hiểm. Tại khung cảnh này chúng ta quan sát được, tên Astro này có một cánh tay với các ngón tay là các móng vuốt. Cánh tay còn lại được trang bị một vũ khí cũng giống như hai chiếc móng vuốt vậy. Kèm theo việc trên đầu hắn có một biểu tượng của bàn chân này, làm mình liên tưởng tới hình ảnh người sói mà mình đã từng xem. Giờ đây sau khi xuất hiện, tất cả các cameramen đều hướng súng bắn laser vào người hắn. Nhưng có vẻ như cơ thể của hắn có lớp áo giáp khá chất lượng, laser yếu lại không có một chút tác dụng gì cả. Lúc này thật bất ngờ khi tên Astro lại cũng có một chiếc khiên giống với Astro do cần nào đã từng xuất hiện giải cứu đồng đội ở tập 72. Có điều cơ thể của tên này bé hơn rất nhiều các bạn ạ. Mình nghĩ đây là một phiên bản thu nhỏ, một phiên bản mini của Astro này. Nhưng còn một điều khiến mình sốc hơn nữa, phía sau lưng của hắn còn một thứ gì đó giống hình chiếc đuôi. Thật không thể tin nổi, cái quái gì vậy trời? Astro không phải Skibidi sao? Hắn ta có cánh tay móng vuốt, có đuôi, có cả biểu tượng này. Chả có lẽ hắn có liên quan gì đó đến các động vật như chó hay mèo hay là chó sói hay sao? Nhưng tạm thời chúng ta chưa phân tích kỹ điều đó. Giờ đây Astro bật khiên và lao thẳng tới vị trí của các cameramen. Mặc dù ở khung cảnh này, chúng ta không thể quan sát rõ được tên Astro, nhưng các bạn có thể thấy rằng hắn ta bắn ra luồng tia laser cực mạnh, tiêu diệt toàn bộ các cameramen. Chưa dừng lại, hắn ta tiếp tục lao vào tấn công anh chàng cameraman này. Anh ta là nhân vật đã bị cụt tay ở trong bức ảnh lead. Nhưng đến đây, có lẽ sẽ có rất nhiều bạn không phát hiện ra một điều rằng nhân vật cameraman này thực sự là một người hùng, mặc dù chỉ còn một tay. Dù đã bị tên Astro lao vào rất nhanh và rất mạnh, chỉ với một chút sức lực cuối cùng, anh ấy vẫn kịp thời dùng khẩu bazooka bắn nổ một mắt của tên Astro. Và đây chính là viên đạn của anh ấy. Thực sự chúng ta nên dành một lời khen cho cameraman này. Và cũng chính điều đó khiến cho Astro tức giận và giết chết cameraman ngay lập tức.
POV của chúng ta lúc này cũng không thể chạy thoát khi bị Astro bắn laser, nhưng may mắn anh ấy vẫn né tránh được phần nào, nên chỉ bị ngã ra và rơi khẩu súng xuống đất mà thôi. Astro Mini lại định kết liễu POV, thì từ phía sau lại thêm một bất ngờ nữa diễn ra khi một cameraman ngồi trên lưng của một Skibidi Toilet. Họ bắn laser vào Astro này, kèm theo một Skibidi khác ở bên cạnh POV cũng tấn công theo, nhưng thật không may nhân vật này ngay lập tức bị bay màu trong một nốt nhạc. Chưa hết, một Skibidi phóng xạ đã núp ở phía sau từ ban nãy cũng đã bay lên cảm tử, làm nổ một đầu tia laser của Astro, và ngay cả vũ khí móng vuốt của hắn cũng bị rơi ra. Còn POV cũng ném một quả lựu đạn cuộn giấy vệ sinh, làm rụng nốt bên tia laser còn lại của hắn. Giờ đây tên Astro lại như phế vật khi mất toàn bộ vũ khí, chỉ còn đôi tay không nhưng vẫn cố lao đến đấm POV một lần nữa. Và điều bất ngờ nhất đã xảy ra, một nhân vật nửa người nửa Skibidi mà chúng ta đã biết đó chính là nhân vật Toilet Woman. Cô nàng này có hành động tấn công vào đầu của Astro, nhưng do lớp mũ bảo vệ của hắn ta quá chắc chắn nên đã không thể làm gì được và bị Astro lại hất bay ra xa. Lúc này không biết từ khi nào mà POV của chúng ta lại nhặt được một khẩu súng điện trường, bắn ra một luồng điện màu xanh. Tưởng chừng như nó không gây thiệt hại cho Astro Mini này, nhưng thực tế nó rất có tác dụng các bạn ạ. Sau khi Astro bị bắn, hắn ta dường như có dấu hiệu bị điện giật, tê liệt người, giống như bị khống chế vậy. Hai cánh tay của hắn rung lên và bị kiểm soát, không thể cử động theo ý muốn trong giây lát. Nhờ có điều này mà bộ đôi cameraman Skibidi nhảy lên đầu và cố gắng phá hủy tháo bỏ chiếc mũ của tên Astro. Chưa thành công tháo được ra thì Astro này đã sử dụng lại được cánh tay và ném bộ đôi này xuống đất. Mặc dù đã bị ném xuống đất nhưng cũng chính bộ đôi này là người có công lớn nhất giúp phá hủy chiếc mũ của Astro Mini này. Có lẽ sẽ rất nhiều người không để ý đến chi tiết này. Các bạn có biết tại sao mũ của hắn ta lại bị nổ bay ra không? Thật ra nếu quan sát kỹ, trước khi bị Astro này hất bay ra xa, bộ đôi cameraman Skibidi đã kịp ném một quả lựu đạn giấy vệ sinh vào phía sau đầu của hắn. Nhờ có điều đó nên mũ của hắn mới bị nổ và bay ra. Nhưng trời ơi, chiếc mũ bay ra cũng là lúc chúng ta phát hiện ra điều không tưởng. Tên Astro này hoàn toàn không bình thường. Hắn ta có một chiếc tai rất to, nhìn như đầu của một con vật nào đó. Vậy thì liên kết các dữ liệu từ ban đầu, cánh tay có móng vuốt, dấu chân của động vật chó mèo, biểu tượng giống người sói, liệu chủng loại Astro này có liên quan đến mèo, đến chó hoặc là chó sói hay không? Và nếu là như vậy, rất có thể bọn Astro này sẽ chia làm hai chủng loại. Một loại có đầu như các Skibidi bình thường, chúng sẽ không đeo mặt lạ. Còn một loại đeo mặt lạ là những sinh vật có hình dạng như động vật, một loại sinh vật ngoài trái đất. Và nếu có thời gian mình sẽ làm một video về giả thuyết cực kỳ điên rồ về mối quan hệ giữa hai chủng loại Astro này. Tiếp tục quay trở lại video, sau khi bị bày mất chiếc mũ, Toilet Woman nhảy lên đầu Astro và kết liễu tên Astro này. Cảnh quay chuyển sang bộ đôi cameraman Skibidi. Cuối cùng chúng ta cũng được nhìn thấy rõ khuôn mặt của bộ đôi này và cả nhân vật nữ Skibidi xinh đẹp này các bạn ạ. Ôi trời ơi, mặt của cô nàng bị chảy máu rồi, xót quá đi à. Nhưng đến thời điểm này, sẽ có một câu hỏi mà ngay từ đầu video mình đã đề cập đến. Tại sao trong thời điểm khi thủ lĩnh của Skibidi là G-Man đang bỏ chạy không biết ở nơi nào mà lúc này lại có sự kết hợp của Skibidi và cameraman rồi? Liệu nhân vật Toilet Woman này là ai? Cô ấy đến từ đâu? Liệu rằng có phải G-Man đã thông báo hợp tác với phe liên minh hay không? Để trả lời cho những câu hỏi này, đầu tiên theo quan điểm của mình, thời điểm này G-Man vẫn đang bỏ trốn và chưa hợp tác cùng phe liên minh đâu. Bởi vì ngay từ đầu, một số Skibidi đã lầm tưởng rằng Astro là cùng phe với chúng khi giết chết những cameraman trực thăng. Nhưng nếu như vậy thì tại sao lại có những Skibidi và cameraman hút thuốc này? Họ cùng hợp tác và chiến đấu cùng nhau. Các bạn hãy bình tĩnh, giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ bộ đôi này nhé. Hãy nhìn vào anh chàng cameraman này. Anh ta hút thuốc lá, trang phục đang mặc thì có áo đen, cà vạt xanh và mũ xanh. Và ban nãy mình đã nhắc các bạn nhớ về hình ảnh nhân vật này. Vậy là đến đây chúng ta kết luận được cameraman này từ địa điểm trung tâm kỹ sư đồi Alpha. Anh ấy đã đến đây để hỗ trợ mọi người. Chính vì điều này mình đã nghĩ rằng nhân vật Skibidi đi cùng cameraman và Toilet Woman này là hai nhân vật cũng đã ở đó. Sau khi các cameraman phá lốt những tàn dư của lũ Skibidi tại khu vực đồi Alpha này, rất có thể bên trong khu căn cứ còn có nhiều người khác nữa. Nhưng hai nhân vật này vẫn có ý thức và kiểm soát, chỉ đạo được hành động của mình. Họ biết được lũ Astro hiện tại mới là kẻ thù, nên họ đã hợp tác với phe liên minh ngay cả khi G-Man vẫn đang bỏ chạy. Và đó cũng là lý do tại sao đến tập 75 chúng ta mới thấy nhân vật này xuất hiện. Tiếp tục quay trở lại video, giờ đây sau khi tiêu diệt được Astro này, các nhân vật của chúng ta nhặt một số bộ phận trên cơ thể của hắn để mang về, có lẽ sẽ phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
Toilet Woman thì mang đầu tia laser, còn bộ đôi camera sờ kịp đi thì cắp nách móng vuốt này. Lúc này phía bên ngoài có âm thanh của thứ gì đó, Toilet Woman ra hiệu giữ yên lặng rồi rời đi bằng cửa sau. Nhưng tại thời điểm này, camera POV có hành động khá là nhạy cảm. Nhìn đường thì không nhìn mà lại đi phóng to vào cặp mông của Toilet Woman này các bạn ạ. Đang say đắm ngắm mông thì bất ngờ tiếng nói từ phía sau phát ra. Một giây sau đó, góc của căn nhà bị tên Astro Joker nào phá túng. Nhưng điều khiến mình bất ngờ là khi thấy cái chết của Astro Mini này, mắt của hắn ta lại có vẻ buồn bã. Hắn ta còn gọi tên này là My Baby. Điều này khá là khó hiểu. Không lẽ đó chính là một Astro cún con đúng nghĩa, là một con thú cưng của Astro Joker nào này hay sao? Trong lúc hắn ta còn đang khóc lóc buồn bã, POV tranh thủ bỏ trốn ở lối đi phía sau. Toilet Woman đang đứng đợi sẵn để kéo thùng container che đậy lại và cô ấy lập tức kéo POV bỏ chạy thật nhanh. Nhưng trước đó, tại thời điểm mà POV mới ra khỏi căn nhà, các bạn có còn nhớ đến chiếc ghế mà đoạn đầu video chúng ta đã đề cập đến không? Giờ thì nó đã di chuyển sát ngay gần hai nhân vật của chúng ta. Như có ma làm vậy các bạn ạ. Giờ đây POV được Toilet Woman kéo bay đi. Nhưng ông này mới lần đầu gặp người ta thôi. Ban nãy thì ngắm mông, giờ bỏ chạy thì không lo nhìn đường, mà lại chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của cô nàng này. Như thế này thì không được rồi đâu POV ơi. Nhưng kể ra nhờ có anh chàng POV này, mình cũng thấy được Woman này xinh thật các bạn ạ. Ban đầu nhìn ở góc nghiêng này, khá nhiều bạn sẽ nghĩ rằng có thể đây chính là nhân vật Cathy. Nhưng nhân vật Cathy thì tóc cô ấy có màu nâu, còn nhân vật này có vẻ tóc màu hơi vàng. Cô ấy giống với nhân vật con người từng xuất hiện ở trong tập 73 full này hơn. Nhưng mình nghĩ sẽ không phải là cô ấy, chỉ là có chút giống nhau mà thôi. Lúc này lại đang say đắm ngắm Toilet Woman thì lại bị phá đám. Một vụ nổ cực mạnh từ phía sau phát ra, kèm theo một luồng sóng xung kích cực mạnh. Có lẽ đó chính là cú bắn của Astro Joker nào phá hủy căn nhà để trút dẫn. Để rồi tưởng chừng như POV của chúng ta đã chết, màn hình tối đen trong vài giây. Sau đó anh ấy đã được đồng đội cứu sống. Nhưng có điều, giờ đây tại khung hình này, chúng ta phát hiện ra một điều rằng cameraman hút thuốc của chúng ta không phải là một người bạn tốt các bạn ạ. Bởi vì anh ta đã dụ dỗ Sở Kỳ Bì hút thuốc theo. Hút thuốc lá thì đâu có tốt cho sức khỏe đâu. Với tình hình này, có khi các nhân vật chưa chết vì bị Astro giết mà đã chết vì hút thuốc lá quá nhiều cũng nên. Lúc này POV giơ ngón tay cái lên và nhìn vào Toilet Woman. Có vẻ như cô ấy không có chút cảm xúc nào với hành động này, chỉ nhìn chằm chằm vào POV mà thôi. Rồi tập phim kết thúc. Vậy là tập 75 diễn ra mà không có sự xuất hiện của các Titan, khiến chúng ta vẫn vô cùng lo lắng, không biết Titan Cameraman còn sống hay là đã chết. Có lẽ tập tiếp theo chúng ta sẽ được chứng kiến đội quân của G-Man đang ở đâu, và sau đó G-Man sẽ chính thức hợp tác cùng phe liên minh, cùng chống lại bọn xâm chiếm trái đất là Astro. Nhưng diễn biến thực sự ra sao, chúng ta sẽ phải chờ đợi tập tiếp theo ra mắt mà thôi. Còn các bạn phát hiện gì? Hãy nhớ comment để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.